Hello, Huy là xin chào mọi người, xin chào quý vị chú bác ha. Thì tiếp tục hôm nay thì theo như cái tiêu đề là hướng dẫn mình chia sẻ cho anh em cách lên pin cho dòng Nati đúng cách phần 2. Thì là có nghĩa là cách đây cũng lâu lắm rồi, cũng phải 5 6 7 tháng hay cả năm hay gì đó, là Huy có lên một cái video, lên một clip là nhấn lên pin cho dòng Nati á. Đó. Thì trong cái video đó có nhiều người á thì nói là khó hiểu, không hiểu hay là nhắn tin hỏi Hiếu rất nhiều. Thì hôm nay Hiếu lại làm thêm một video nữa và Hiếu cũng đã có giải pháp, nói chung là cũng lung tung hết rồi, rất là nhiều hướng để giải pháp rồi. Và cái giá thành thì từ từ Hiếu nói đến ha. Bây giờ bắt đầu vô á, Hiếu sẽ nói về vấn đề về thông dụng bây giờ ha. Thông dụng bây giờ có nghĩa là thường á Nati gọi là Nathanol á, thông dụng bây giờ á là anh em hay hay đóng theo kiểu là 12.6. 12.6 là giống như cái khối như thế này đi. À, có nghĩa là 6 cell nè. Đó, thì anh em tạm thời á, tạm thời anh em đừng có nghĩ là 6 cell hay là bao nhiêu cell gì hết. Cell ở đây có nghĩa là thôi bây giờ mình gọi là viên đi. Viên pin đi, 6 viên pin. Đó, thì gọi là 6 viên pin. Thì bây giờ tạm thời anh em đừng có nghĩ nó 6 viên mà anh em nghĩ nó 3 viên thôi. Đó, tại sao mà hay gọi là 12.6, tức có nghĩa một cái viên pin như thế này, một cái viên pin như thế này là nó là chỉ số của nó, cái ngưỡng mà đẹp nhất là 3.7, nhưng khi sạc đầy nó sẽ lên 4.2, đúng không? Lên 4.2 mà nên nhân cho 3 lên thì có phải là lên 12.6 không? Đó, nó là 12.6 thì tức có nghĩa là 3 viên thôi là đủ 12.6 rồi. Vậy tại sao đóng 6 viên? Đóng 6 viên là để làm gì? Để cho dung lượng nó được gấp đôi lên, kèm thêm là cái dòng xạ nó cũng cao lên. Đó là để cho dung lượng, ví dụ như bình thường một cái pin pin, một pin pin nó ví dụ như pin lít sen, dòng xạ, dung lượng của nó chứa được 2000 mAh, có nghĩa là miliampe trên giờ đó. Còn AH thì gọi là 2 thôi, 2 AH thôi, có nghĩa là 2 ampe trên giờ. Đó, thì là nếu mà một cái máy nào có dòng xạ ra là 1A thì tương đương một cục pin như thế này, tương đương 3 cục pin như thế này là anh em có thể là sử dụng được 2 tiếng, tại vì nó 2A mà, nó 2AH mà. Đó, 2 tiếng. Nhưng mà cái dòng xạ của máy á, thường những cái dòng xạ của máy á lúc nào nó cũng phải vô cái ngưỡng là trên 35A và dưới 45A. Đó, dòng Nati đó, dòng Nathanol á, đó là Hiếu đo hết rồi. Đó, thì anh em cứ nghĩ là 3 cell thôi, 3 viên thôi là lên 12.6 rồi ha. Thì cái clip này nó rất là dài ha anh em, nếu mà hiểu thì Hiếu nói trước, nếu anh em mà muốn tìm hiểu và sành sỏi và biết nhiều về nó luôn, và còn nhiều giải pháp nữa, chẳng hạn như vòng 3D này nọ nữa nè, đó, rất là nhiều. Rồi, tiếp tục vô ha. 3 viên pin thôi là đã 12.6. Thì 6 viên pin là nó sẽ là gấp đôi dung lượng lên. Còn cái số volt không thay đổi là theo cái kiểu mình đóng pin, có nghĩa là cứ 2 viên vô một cặp, 2 viên vô một cặp. Rồi mình phải đấu nối tiếp 3 cặp đó vô với nhau thì nó mới lên được 12.6. Đó, cái này là hình như là học vật lý lớp 6 lớp 7 gì là đã biết mấy cái này rồi ha. Đó là quá đơn giản rồi. Là ra thành 12.6 ha. Đó là Hiếu đang nói là cái thông dụng nhất bây giờ. Tại vì hồi đó nó chưa có giải pháp mà Hiếu chuẩn bị, Hiếu giới thiệu thì bắt buộc là phải chơi kiểu này. Đó là điều đầu tiên ha, cái thông dụng nhất bây giờ. Và cái thông dụng nhất bây giờ thì nó, thì anh em cứ nghĩ đi, cái giá thành á là nó sẽ như thế này. Nó phụ thuộc vào cái người khách nữa, chứ còn cái người đóng pin như Hiếu á, người làm nghề như Hiếu á, là Hiếu đóng theo yêu cầu. Đó, thì nếu đóng theo yêu cầu là gì, thì anh em muốn đóng loại pin gì thì Hiếu sẽ đóng loại pin đó, và đóng theo cái mạch á, thì là sẽ là đóng cái mạch đó. Đó, thì nó sẽ, giá thành nó sẽ thay đổi nhau liên tục. Ví dụ như cái mạch này nè là mạch thường thôi, nghĩa là chơi được. Đó, thì những cái dòng mà mạch thường như thế này, hoặc là đóng pin lít sen á, thì anh em sẽ sử dụng cho những cái máy gì thì thích hợp. Đây là những cái dòng bánh vít. Đó, cái đầu như thế này nè. Đó, anh em cứ để ý của Nathanol mà cái đầu như thế này mà dòng 12V
nó có ghi là 12 DC 12V như thế này nè, là anh em cứ chơi cái hệ như thế này là ok rồi, có nghĩa là bánh vít là cũng phà phà rồi đó, sạc thoải mái vô tư đó, cái đó là gọi là thông dụng. Và cái dòng mà Billitzen, nó Billitzen là pin như thế này đó, Billitzen là pin như thế này ha, LS này nọ nè đó, nguyên vàng là rồi nó ra nhiều mẫu mã lắm, nhưng mà anh em nhớ là anh em mua chính hãng dùm cái ha. Còn phân biệt, cách phân biệt chính hãng hay là không chính hãng á, thì anh em phải mua một cục lô và một cục chính hãng, anh em so sánh nhau anh em biết liền nè, từ chữ hay đến cái dòng mã vạch này nọ anh em nhìn là biết liền đó, rất là nhiều cách phân biệt. Và anh em nên chọn mua những cái người nào tin tưởng. Tin tưởng là gì? Tin tưởng là mình đã làm ăn với họ rất là lâu năm rồi đó, thì anh em mua chỉ một người đó thôi, giá mắc cũng được đó, cứ chơi một người đó là được rồi. Cái đó là cái kinh nghiệm của Hiếu ha. Rồi thì tương đương á, một sale như thế này nè, nó rơi vô phạm vi từ 32 đến 35 ngàn một sale, thì anh em cứ nhanh lên đi, 6 sale như thế này đó, nó rơi vô nhiêu tiền là biết liền, là ra số tiền rồi, thì nó rơi vô 3618 với lại 30, nó ra 201 tiền pin đúng không, 201 tiền pin. Thì cái mạch này nữa, cái mạch này nó rơi vô tầm khoảng 50 đúng không, là 201 với 50 là 206. Rồi cái vỏ, cái vỏ pin khi ra ngoài bãi mua á, đó là nó rơi vô tầm khoảng 50 nữa, là đã ra là 301 rồi đúng không, 301 rồi. Ví dụ thêm cục sạc nữa, thêm cục sạc nữa 50 ngàn, nó gọi là sạc sẵn đây, nó sạc luôn, sạc gọi là thông thường, nghĩa như sạc cỡ này đó, là gọi sạc sạc thông thường đó, là chơi được rồi đó, có nghĩa là gọi là chơi được. Nãy giờ Hiếu đang nói là cái vấn đề chơi được nha, đó là sạc 50 nữa là nó ra 300 306 đúng rồi, 306 đó, là ra 306 chưa. Mà khi mà Hiếu bán ra là Hiếu bán 450 là nguyên một cục pin với là cục sạc như thế này. Vậy thì anh em thử nghĩ Hiếu lời bao nhiêu, lãi gọi là lãi được bao nhiêu, lãi có 90 ngàn đúng không, và 90 ngàn đó trong đó là có những gì, cái công của Hiếu bỏ ra ha, và những cái này nè, kẽm đóng sale nè, rồi cái mặt dán nè, miếng dán sale nè, rồi chì nè, mấy cái lắc nhắc nhắc đó, Hiếu không phải kể công hay cái gì, nhưng mà để Hiếu nói để cho anh biết, để anh em hiểu, anh em biết về cái nghề mà đóng pin như thế này đó, là nó như vậy ha. Thì tính ra rồi khấu trừ rồi tiền hư hạ búa lô xu là mua thì giỏi lắm, là Hiếu chỉ lời được 50 ngàn đó thôi anh em, không keo nến này nọ, rồi đổ keo vô đây nữa, rồi tiền điện này nọ nữa, ui sự lung tung lắm anh em ơi đó. Thì túm gọn lại á, bán một cục pin Litzen 450 ngàn kèm thêm cục sạc, giỏi lắm, Hiếu chỉ lời được 50 ngàn thôi. Trước mắt thì nhìn là lời 90 ngàn, nhưng thật sự ra ba cái tiền mà lòng vòng que que rú xu, không gọi, không phải gọi là lời nữa, mà là cái tiền công đó, nó chỉ có được 50 ngàn thôi đó. Cái đó là Hiếu chỉ chia sẻ thêm là vấn đề về giá cả ha, đó là nó là như vậy. Rồi cái đó gọi là hàng trung bình đi, trung bình ổn, nó có nghĩa là chơi được á. Rồi tiếp theo nữa, ví dụ như anh em nào mà muốn sử dụng những cái dòng khoan cấp độ trượt, hoặc là khoan bãi chức năng, khoan bê tông á, ví dụ như con này đi đó, khoan cấp độ trượt như con này 6470 hoặc là 6403 hay là nó dòng dòng những cái đầu như thế này đó, nó là chức khoan, thì anh em nên chơi dòng gì, thì cái mặt á, anh em nên chọn cái mặt xịn hơn một tí nữa, chẳng hạn như mặt như thế này đây, mặt như thế này đó, nhìn thì tương đối nó giống á, nhưng mà chất liệu bên trong nó khác ha, tại vì cái này Hiếu cũng hỏi rồi đó, nó là, nên là Hiếu đánh giá nó đắt hơn cái này, mà nội không cái giá cả nó bán ra cũng đắt hơn nữa. Ví dụ như cái mặt này anh em mua 50 ngàn, thì cái mặt này anh em phải mua 75 ngàn, 75 ngàn hơn 25 ngàn, nó là vậy ha. Mà nó chia thành hai loại nữa, một loại 8 phép và một loại 10 phép. Phép này là tương ứng như là gọi là dòng xả đó anh em đó, nó là như vậy. Đầu tiên là mặt 8 phép, Hiếu đâu mất tiêu rồi. Còn nói chung là ví dụ như đây 10 phép thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, thì có lại kia 8 phép, thì 8 phép thì anh em sử dụng vô những dòng bánh vít như thế này đó, còn 10 phép anh em sử dụng những dòng cột chin khoan, ví dụ vậy ha. Đó có nghĩa là anh em muốn biết cái giá cả này nọ, tại sao mà cứ đội lên. Còn anh em muốn mà cứ chết một giá thì rất là đơn giản, anh em cứ đóng y chang như vậy là một giá một đó. Còn Hiếu là tại vì Hiếu đam mê,
Đó, cầu đam mê thì phải ngồi đây mà chia sẻ cho anh em biết thêm thôi. Rồi xong cái vấn đề về về ai à, chưa xong. Ví dụ rồi anh em muốn xịn sò hơn nữa đúng không, có nghĩa là xịn sò nữa thì anh em muốn đóng những cái lõi pin này nè, cell pin này nè, Samsung 25R, Samsung 20R, Samsung 30Q rồi cái gì đó, dòng sạc 30A đó, là nó cứ càng cao lên là càng mắc tiền lên. Còn cái chung quy mà Hiếu nói ở đây á là một khối pin mà để cho xài được, chơi được, có nghĩa là thông dụng bây giờ luôn á, nghĩa là Hiếu vẫn đóng lít sen, vẫn đóng những cái xe lít sen như thế này đó mà xài cũng rầm thôi, trừ khi mà anh em lấy cái lít sen đó anh em bỏ vô những cái dòng chuyên khoan rồi anh em xài thì độ bền nó không cao. Mà nhất là khi mà anh em cầm cái máy này mà anh em đi bánh vít nè, anh em cầm máy đi bánh vít mà anh em sử dụng bằng cái khối pin như thế này là nó rất là thiệt thòi, rất là hại cái hại dòng pin nè. Thì cái này nó nói đi nó lại rất là nhiều lần rồi, cái mà nó hại ở đây á, cái dòng bánh vít này nè, cái dòng chuyên khoa này nè, anh em mà lấy đi bánh vít á, cái điểm kết của con vít á nó xít một phát nữa, tại vì nó tới đó là nó ngưng rồi mà anh em cố gắng xít phát cho nó sát cái mí tôn vô, hoặc là cho nó sát cái vật liệu mà muốn dép mí vô á, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà hao điện nhiều nhất. Có nhiều trường hợp pin mà đóng dụng ba cái pin mà rẻ tiền mười mấy ngàn sale là đưa vô bức cục pin bức mặt lên ha, đó là như vậy. Tại sao giờ nó sản xuất ra những cái dòng bánh vít như thế này rồi, khi tới gặp vật cản nó không cần biết có sát chưa, gặp vật cản rồi là nó chuyển sang chế độ búa, trong đây nó có cái lò xo mà nén, có nghĩa là tới vòng tua của nó mà gặp vật cản cái này nó quay không nổi nữa, nó có một cái lò xo hai búa ở trên nó quay bụp một phát nữa, đó là cứ búa liên tục vậy, thì cái vòng quay của mình không bao giờ bị ngắt đó, nên là nó sẽ không có ảnh hưởng, nói chung là không có bằng, nó không có bị vào tại giống như thằng chuyên khoa này, đó là để dành chuyên đi bánh vít thì rất là lợi pin và đỡ hại pin nữa. Rồi cái đó xong rồi, cái lần này là nhất định xong về vấn đề về cho dòng 12.6 rồi ha. Rồi bỏ 12.6 vào bên này. Rồi tiếp theo đến là sẽ là phiên bản zin. Phiên bản zin ha. Phiên bản zin là gì? Hiếu nói phiên bản zin là gì? Có nghĩa khi một cục pin zin nè của Nethanol nè, Nethanol và Panasonic cũng vậy thôi. Đó, là nó sẽ như thế này nè. Hiếu phân tích ra nè. Ở đây nó có 10 xe, 10 cell pin nè, 10 viên pin nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Thì cái cell pin này nó sẽ là cái ngưỡng vôn đẹp nhất của nhà sản xuất đưa ra. Tại sao nó ghi 12V? Cứ cái máy này nè, nó ghi 12V nè, đúng không? Nó ghi 12V. Có nghĩa là cái ngưỡng đẹp nhất của con trong một cái cell pin như thế này, một viên pin như thế này, nó sẽ là 1V2. Và 1V2 anh em sạc đầy lên là được bao nhiêu, có nghĩa là cái mát á, sạc mát á, nó cho mà sạc maximum lên được bao nhiêu là để cho cục pin này tuổi thọ được cao, là nó sẽ là 1V45 ha, anh em nhớ ha, có 1V45. Thì tất nhiên có nghĩa khi khối pin này nè mà sạc đầy lên nó sẽ ra là, thì có phải là 1,45 nhân cho 10 lên nó ra thành 14V5 không? Đó ra 14,5, có đúng là có nghĩa là nguyên thủy zin của nó nha. Đó zin đó, này y chang là zin nè. Đó, lấy từ cái khối zin ra luôn nè. Là nó sẽ là chính xác ra là cục pin này nó là 14,5. Tại sao người ta ghi 12V là người ta chỉ ghi cái ngưỡng mà cái số vôn đẹp thôi. À, chứ không phải anh em cứ nghĩ là 12V là sạc đầy lên thành đúng 12V là sai ha. Đó. Thì nãy giờ cái pin neon cũng vậy đó. Người ta kêu 3,7 nhưng thực chất sạc đầy lên nó cho ngưỡng đẹp là 4,2. Ơi ngưỡng mát là 4,2. Đó anh em đừng sạc quá 4,22 là có 4,20 á anh em. Đó, đừng bây giờ sạc quá nha, sạc quá nữa là tuổi thọ pin không cao. Sạc quá là nó sẽ nhiều khi cháy pin. Đó là như vậy. Rồi, thì có phải là đúng zin của nó là 14,5 đúng không? Mà cái dòng mà Niken hoặc là dòng mà MH DCD á, đây nè. Đây là ni MH nè. Có loại nó ghi là NI cờ giờ đó thì là đọc là Niken đó, đó còn cái này là ni MH thì hai cái nó giống nhau ha, đó, tương đối giống nhau. Tại sao người ta vẫn ghi ra là MH còn cái kia là CD, là nó đã phân biệt ra hai loại khác nhau, nhưng mà cái thể lệ pin, cái dòng pin nó tương đối giống nhau đó. Rồi thì là đúng là anh em hiểu được là pin zin của nó là lên 14,5 đúng không? Vậy thì những lúc và hiện tại bây giờ thị trường mà thông dụng nhất, tại sao mà cứ đóng 12,6
Đó thì có phải là mình mất đi hết 12 vun sau rồi, mình mất đi 1 vun 9 rồi đúng không? Đó là tại sao nó yếu. Chứ thực chất ra đúng gen của nó khỏe và mạnh lắm nha anh em. Nó chạy quế phà 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 luôn. Đó nó là như vậy, còn mình đóng lên 12 vun 6 thì bắt buộc nó mất đi 1 vun 9 rồi. Và tại sao phải đóng 12 vun 6? Vì lý do là nó không có cái ngưỡng nào đẹp hết. Lúc mà cách đây 10 10 12 năm luôn á là nó chỉ có ra pin lithium như thế này là thông dụng. Đó, chứ bây giờ mình mà lên lại cái niken này nha thì nó lại xàm vào dở lắm. Không? Và vẫn phải sạc điện 100V. Đó nên là giải pháp mà cách đây 10 12 13 năm á, là lên lithium. Đó chấp nhận bỏ đi một, không phải bỏ nữa mà là chấp nhận thiếu cho nó cái ngưỡng 1.9. Đó là như vậy, và sạc được điện 220. Đây là anh em là thông dụng là anh em sẽ làm như vậy, đó là làm cái khối như thế này. Rồi bây giờ giải pháp để cho nó giống cái pin zin như thế này thì làm bằng cách nào? Thì đây là cái khối pin Hiếu đã đang test, đang làm, đang test. Anh em thấy nè, pin này còn được gọi là pin LiPo 4, là phần sau đây cho anh em dễ thấy. LiPo 4, thấy không? LiPo 4 nè, và cái ngưỡng pin của nó là pin 3,2V, cái ngưỡng đẹp á. Nhưng khi sạc đầy lên, nè anh em ghi nè, anh em thấy không? Nó ghi nè, mát sharing là có nghĩa là sạc mát nè, sạc mát lên có thể lên được 3,65V. Thì nó cũng giống y chang như thằng này, chẳng qua là ba cell pin này, ba viên pin này với bằng được một cái viên này. Đó, tại vì nó 1,2, ba viên nó mới được 3,6. Còn gần bằng thôi đó. Còn thằng này một mình nó được 3,2, sạc đầy lên được 3,65V. Đó thì mình tính vô cái ngưỡng để cho nó gần giống pin zin nè. Thì bây giờ mình tính nè, 3,2 mà mình nhân cho 3 thì nó mới có là 9,6 thôi, đúng không? Anh em nhân cho 4 lên đi, không? Anh em nhân cho 4 lên nó là ra thành 12,8. Đó là cái ngưỡng đẹp nha, đang đọc là ngưỡng đẹp của nó đó là 12,8. Nhưng anh em sạc đầy lên nó sẽ ra thành 14,6. Thì đồng nghĩa nó có phải là nó gần, có nghĩa là nó hơn thằng này một thôi, chứ không phải 0,1 đó, chứ không phải là hơn 1V nha. Thằng này sạc đầy lên 14,5 nè, thằng này sạc đầy lên 14,6 nè. Đó thì là cái hệ này là nó sẽ giống như thằng này nhất. Đó nó giống như zin nhất, gọi là phiên bản đẹp nhất cho nó luôn rồi đó. Có nghĩa là Hiếu đang tiến hành là đó, Hiếu đóng đã đóng rồi nè. Thì bây giờ nếu mà anh em đóng 3 cell, đóng 3 cell nha, chặt bớt này đi đừng có tính. Nếu đóng 3 cell thì nó chỉ có 12,8 thôi, đúng không? Vẫn chưa được cái ngưỡng đẹp, anh em phải đóng lên 4 cell thì nó mới lên được 4 cell thì nó mới lên được là 14,6. Để sạc đầy lên thành 14,6 để cho nó đúng đẹp cái ngưỡng này thì anh em phải đóng 4 nét, đúng không? Anh em phải đóng 4 nét chứ không đóng 3 nét được. Đó, nó là như vậy. Thì nếu mà anh em đóng 4 nét thì anh em cũng phải đóng cho cái mạch nó phù hợp. Hiện tại là Hiếu đang đóng cho cái mạch này, nó là 4 nét 40A mà của Lion luôn á. Cái pin này nó hay lắm, nó nhận cả ly, nhận cả 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 mạch Lion luôn chứ không phải nhận của pin pin Labo thôi. Chứ không phải nó nhận chỉ có pin Labo không ha. Đó, nhưng mà Hiếu test thử rồi thì cái mạch này nè anh em sử dụng cho bánh vít vẫn ok, bánh vít vẫn ok nha, bánh vít là chạy rầm rầm phà phà luôn. Nhưng mà khi mà sử dụng cho chuyên khoan thì cái này chỉ có sử dụng, nó chỉ có xả 40A thôi đó, nên là không đủ dòng xả để khởi động. Có khởi động được nhưng mà khi vào tải nó sẽ bị ngắt. Vào tải mà vào tải mạnh đó nha, có nghĩa là Hiếu khoan bằng cái mũi 12 ly này nè, đối với ngắt chứ khoan mũi mà 6 ly, 8 ly, 10 ly là vẫn bình thường. Đó, chẳng qua là tại vì khoan tới mũi 12 ly Hiếu cố tình Hiếu thử tải mà. Đó là nó bị ngắt. Thì bây giờ Hiếu giải pháp của Hiếu nè, quất thêm một cái mạch độ sâu qua cái mạch này nữa. Nào, cũng là 4 nét nè. Pin cho pin LiPo 4 luôn nè, 3,2V nè. Cái mặt này không 150.000 nè anh em. Đó. Trời, nếu đang cố tình thử nghiệm cho anh em biết mà. Đó, để cho cái giải pháp có nhiều đó, clip hôm nay là tôi cố tình là chia sẻ hết luôn, có nghĩa là cái giải pháp để cho anh em nào, cô chú bác nào muốn chọn hệ gì thì chọn. Đó, chứ không không nhất thiết là phải theo một cái gì cho nó là đúng.
tại sao bây giờ họ vẫn đang sử dụng máy này, vẫn đang xài bình thường, đúng không? Mà tại sao lại làm thêm này, để có nghĩa là cho thêm giải pháp, nhiều giải pháp để cho anh em sử dụng thôi. Tại vì con người, mỗi người mỗi một tính khác nhau, người có điều kiện, người không có điều kiện, người thích gin, người thích chế cháo, người thích đồ đạc gì đó lên đó, đó là Hiếu cố tình mà Hiếu lên nhiều cái giải pháp. Thì cái con này là cái thằng mạch này nè, dòng xạ của nó là 100 ma, là bảo đảm Hiếu gắn cái mạch này vô cho cái khối này thì kính thưa các kiểu của dòng Nathanol, dòng 12V, và Hiếu chỉ đích thân cái máy nào mà dòng xạ cao nhất luôn nè, mà của dòng 12V Nathanol nè, là những cái máy cưa gỗ, cái máy cưa gỗ mà cầm tay mà cưa vậy nè đó. Hiếu hay gọi cái đó là máy cưa gỗ, còn anh em muốn gắn lưới gì vô, anh em cưa gì cưa hay cắt gì cắt, nhưng mà Hiếu là hay nói cái máy đó là máy cưa gỗ đó. Đó là như vậy, là những cái dòng đó của 12V đó đó, là nó dòng xạ nó cao lắm anh em, đưa mấy cái mạch mà yếu vô là chạy tại không nổi đó, là đích thân là Hiếu chỉ định cho cái máy đó luôn rồi đó. Thì anh em muốn mà sử dụng cho tất cả các máy của dòng Nathanol 12V mà bá đạo luôn á, mà máy nào đưa vô cục pin này đưa vô cũng quất được hết á, thì bảo đảm là cái mặt này thôi, thấy không, quất vô phát 100 ma. Để mà làm ra, để mà nghiên cứu ra được mấy cái này, Hiếu phải tốn biết bao nhiêu tiền đó. Hiếu mua biết bao nhiêu loại mặt để Hiếu thử. Thằng này đúng cũng là mặt của pin Labo 4 này luôn nè, pin Labo 4 luôn á, nhưng mà dòng xạ 30A Hiếu thử mà thì nó đề không nổi, nó vào rồi. À, gọi là đề thôi nha, mới đứt đề mà đề chưa nổi nữa thì làm sao vào tại được, đúng không? Đó là nó đã ngắt rồi, đề còn không nổi thì làm sao mà tại được. Thì mấy cái này Hiếu để dành, Hiếu đóng cho khách nào mà sử dụng cho những mà wifi hoặc là bóng đèn đó, hoặc là những bóng đèn Hiếu đang xài nè đó. Đó thì sử dụng cho mấy cái mặt này là ok nè, là ok ha. Hoặc là những cái nào mà dưới 30A, anh em kiếm những cái thiết bị nào mà xả dưới 30A là được thôi đó. Motor cũng được đó, motor mà những cái motor mà xả thấp á, những chẳng hạn như mấy cái quạt gió mà điện mà xài sử dụng pin đấy nha, mấy cái quạt mà sử dụng pin bây giờ người ta hay bán á, đó là sử dụng cho những cái mặt này là cũng ok. Có cái dòng xả thấp lắm, nó không cần cao đó, thì anh em muốn mà để cho xịn sò, cho nó đúng, không phải xịn sò, cho nó đúng với cái ngưỡng của pin zin là 14V 14V rưỡi đó, thì anh em chơi cái pin Labo này vô, tại nó tương ứng mà, nó tương ứng gần giống nhau ha. Đó, thằng này sạc đầy lên 14,5 thì thằng này sạc đầy lên 14,6 là cũng vậy thôi đó. Thì anh em tông cái mặt này vô nữa, bảo đảm luôn, maximum luôn, đưa cái thứ gì vô nó cũng chơi hết. Riêng dòng Nathanol 12V rất khỏe và tải cao, còn đó rồi là xong rồi vấn đề về pin pin zin ha, theo kiểu pin zin đó. Rồi bây giờ anh em muốn phá cách nè, anh em muốn phá cách đúng không, thì anh em sẽ cũng chơi y chang như vậy, cũng chơi đóng 4 nét, nhưng mà anh em đóng 4 nét của pin Leon á đó, đóng 4 nét của pin Leon thì cái là pin Leon á, thì cái ngưỡng của nó lại là lúc nãy Hiếu nói là 4,2 đúng không, mà anh em nhân cho 4 lên thì phải ra thành 16,8 không đó. Thì anh em nên chỉ chọn những cái máy nào mà anh em đóng chẳng hạn như 7206 7207 hoặc là 6 hoặc là AZT AZT 612 rồi, hoặc là giờ nói sao ta, nói chung là anh em cứ nhìn vô cái máy dòng 12V mà đời cao cao á, hoặc là máy khoan bê tông đó nha, có cái 500 mà 500 tự lấy ra đi, lấy ra thì nên mà thấy mà cái dòng máy nào mà của Nathanol đời 12V mà nó có cái 500 từ như thế này nè, 500 từ như thế này và cái rotor y chang như vậy là anh em tông vô được 16,8 hết, là chạy ok nha, không sao hết nha, không có cháy cò nha. Quan trọng là cái cò của nó, cái máy này hư rồi là nó chịu được dòng 16,8 luôn, kể cả 18V luôn đó, là Hiếu thử rồi đó. Còn mà những cái dòng như thế này thì anh em đừng nên đóng lên 16,8 ha, đóng lên 16,8 là cái cò nó chịu không nổi đâu. Thoạt đầu anh em xài thấy vẫn được ok đó, hoặc là cũng có nhiều máy vẫn xài được cả năm luôn á đó. Đó, nhưng mà bảo đảm độ bền không bao giờ cao được, tại vì nó vượt quá cái ngưỡng lên tới 1V, 1V mấy rồi, gần 2V rồi
Đó thì Hiếu nhìn vô cái chỉ số của pin zin này nè, pin zin nó tối đa cho phép của nó chỉ có 14,5 thôi. Đó mà mình quất lên thành 16,8, nó hơn nhau cả 1 volt mấy gần 2 volt thì là nó không có đẹp. Mà những cái dòng này thì được, những dòng 2006, 2007 hoặc là những cái dòng này nữa. Đó, những dòng nè 612 nè hoặc là 7201 nè. Đó, đó nói chung là những cái dòng mà Hiếu đọc đó là anh em có thể lên 16,8. Hiện tại là cái cục này là Hiếu đóng 16,8 nè. Đó, 16,8. Hiếu đóng pin Dyson á. Đó, đóng 4 cell, bỏ thấp thôi. Đó, anh em thấy nghe rú 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 không? Bỏ pin 12V vô khác lên nè. Đây là pin 12V. Đó, khác lên thấy không? Thực chất thì như vậy là anh em cũng có bánh vít được rồi, nhưng mà tại vì Hiếu biết những cái dòng nào anh em có thể lên pin được. Đó, đây là 16,8. Còn đây là 14,6 nè. Đây là 14,6 nè, là giống như phiên bản zin của máy đó. Đó, thế là anh em thấy nghe yếu hơn tí của 16,8 không? Đó, nhưng mà nó lại là zin. Đó là gọi là theo cái tông zin, theo phiên bản zin anh em ha. Đó là như vậy. Rồi, tới đâu nữa rồi ta? Rồi, bây giờ lại thì cũng dần dần là cũng như đó thôi. Bây giờ chia sẻ thêm về cái vỏ này, vỏ 3D này ha. Những cách cái gì đây? Thì cái vỏ 3D này á, thường á anh em là đóng 9 cell cho dòng 12V6 này nè. Anh em nối thêm một hàng nữa để cho bình thường á là dung lượng 2000 đi, Hiếu đang đọc pin lithium đi ha. Ví dụ là pin này pin lithium đi, dung lượng 2000 nè, nhân đôi lên thành 4000 nè. Không, anh em đóng thêm cell dưới đây nữa thành 6000 nè. Anh em cho vô cái khối này đúng không? Cho vô cái vỏ 3D này là nó ra thành là dung lượng được 6000 đúng không? Còn anh em muốn đóng Samsung thì dung lượng lên được 7500 đó. Như 2500 nè, 5000 nè, 7500 nè. Hiếu có giải pháp luôn. Rất nhiều giải pháp, cái bộ 3D này thì rất nhiều giải pháp. Đóng theo cái kiểu của Hiếu nè. Theo phiên bản zin. Đóng 8 cell. Ha, là dung lượng như pin pin label này thì dung lượng nó chỉ 1500 thôi. Thì mình đóng 8 cell thì nó sẽ được là 3000, dung lượng 3000 thôi. Rồi, anh em thấy Hiếu nhét pin vô nè. Hiếu đếm cho anh em xem ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nè. Đó, nhét được 12 cell pin. Biết là Hiếu đóng sẽ rất là khó, nhưng mà Hiếu sẽ tối ưu hóa cho cái bộ 3D này luôn. Nếu mà anh em đóng cho cái dòng này, anh em có thể đóng được 12 cell luôn, chứ không phải đóng 9 cell nha anh em. Đó, bình thường là anh em chỉ đóng 9 cell, Hiếu là Hiếu đóng 12 cell luôn á. Tôi cố gắng đóng theo cái hệ kiểu giống như vậy, chỉ cần nhét pin vô được 12 cell thì Hiếu phải bắt buộc phải đóng được 12 cell cộng thêm cái mặt nữa nha. Đó, cộng thêm cái mặt nữa làm sao mà đặt vô nó không bị gì hết là ok đó, chứ không phải đóng 9 cell nha. Thì tùy anh em ha. Đó, có nghĩa là anh em muốn đóng 9 cell thì Hiếu vẫn có thể đóng 9 cell cho anh em để giá thành nó bớt đi ba cell pin, bớt đi tiền 3 cell pin thôi. Và sẵn đây Hiếu giới thiệu về cái vỏ 3D này luôn. Vỏ 3D này á là giá Hiếu bán, nếu mà anh em có mua thì giá Hiếu bán là 120.000 anh em ha. Bộ 3D này tại sao nó có giá 120.000, trong khi đó thị trường ở ngoài ở trên mạng họ bán chỉ có là 90 hoặc 101, nhưng mà Hiếu bán 120. Là đây sẽ đo cho anh em xem ha, nó là được 3 ly 2 gem ha, 3 ly 2 gem. Rồi, nè anh em nhìn ha, 3 ly 2 gem nè. Đó, số 0 nó chỉ vô ngay chỗ 3 ly. Nó nhích lên tí thì anh em nhìn vô chỗ số 2 mà tính số gem dưới đây nè. Nó chiếu lên thẳng vô cái cột đó là nó là 2 gem. Đó. Là 1 ha. Thằng này hệ bộ zin nè. Để cũng kẹp chỗ nào mà dày nhất của nó luôn nè. Đây. Thằng này chỉ có là 3 ly đúng. Đó, thằng zin của nó 3 ly đúng. Là nó thua thằng này tới 2 gem. Rồi bây giờ cái số ly thấy nó to là nó thấy nó dày hơn được 2 gem rồi, đỡ mình nè không? Và cái độ dẻo của nó nữa ha. Độ dẻo của nó thì không bao giờ thua kém thằng này ha. Nè. Đó, Hiếu bóp cái chỗ mà dễ bị gãy nhất nè. Bóp là cong luôn nè.
không gãy không gì hết nha anh em, thấy không nè, tay Hiếu lên máu luôn, gồng đỏ đỏ tay luôn nè, đó, cố gắng bóp luôn đó. Là nó cũng có chế độ dẻo và chế độ dày nữa ha, đó là nó có giá là như vậy, và chỉ có cái khớp nối này thôi ha. Còn anh em muốn mua, còn anh em ra bãi anh em mua thêm cái pin zin á, đó gọi là cục pin zin này nè, thì anh em lấy cái phần trên của nó để anh em gắn vô cái này, đó là như vậy ha, chứ không phải là mua cái này mà có đầy đủ đâu, nó chỉ là một cái khớp nối như thế này thôi, không phải khớp nối nữa mà là gọi là cái đế dưới ý chang như vậy. À, có giá 120. Đó, về anh em muốn đóng kiểu gì anh em đóng, thì nãy giờ Hiếu có chia sẻ nhiều rồi đó, đóng trong cái khối này đó, nếu mà gọi maximum là sẽ được 12 cell thì nó rất là thích hợp cho rất là nhiều thể loại đóng, chẳng hạn như đóng label đóng lên 12 cell thì anh em chỉ lấy 12 mà chia cho ba hàng cell ra là mỗi cell là 4 đó, là như vậy đó, là đóng label này nè, có nghĩa là label này nè Hiếu vẫn có thể đóng được 12 cell nè, để cho dung lượng lên được 4.500 nè, không đó, nhưng mà Hiếu này là Hiếu đang thử nghiệm và Hiếu thử nghiệm thành công rồi, nên là Hiếu cứ đóng 8 cell thôi. Cái lúc Hiếu đặt thì cũng chỉ đặt có 8 cell pin thôi, và sẵn đây Hiếu cũng nói luôn, thì cái cell pin của pin label này nè nó cũng giá tương ứng với là thằng Xen này, nó cũng rơi vô cái phạm vi từ 32 đến 35 ngàn, và chính xác là Hiếu mua 35 ngàn chưa tính ship chưa tính gì hết ha, là pin label này nè. Rồi còn gì nữa không ta? Rồi thì video hôm nay cũng dầm chỉ nhiêu đó thôi anh em rồi xong clip này đi, Hiếu sẽ cho cái mạch này vô thôi, Hiếu không thử mạch này và Hiếu thử mạch này luôn đi, mạch này tại vì Hiếu lúc nãy Hiếu nói mà nếu mà để bánh vít á là bánh phà rồi đúng không, rồi hồi nữa Hiếu sẽ để im cái mạch này, tiếp sau á clip kế tiếp Hiếu sẽ để im cái mạch như thế này, Hiếu sẽ đóng Hiếu sẽ ráp vô cái khối pin, lắp vô bỏ vô nó đóng nắp lại rồi Hiếu sẽ test cho nó bắn được bao nhiêu con vít cho cái dòng pin zin, còn có nghĩa là dòng theo kiểu hệ zin á, rồi cho anh em xem được cái dung lượng rồi giống như cái dòng xạ của nó như thế nào ha, còn nếu mà gắn qua cái mạch này nữa thì xạ là phà rồi, còn giá cả đó thì Hiếu nói rồi đó, tiền công của Hiếu lúc nào cũng lấy 90.000, tùy theo những cái pin khó pin dễ, có cái pin bana này nọ thì lấy tiền công 150, còn dòng mấy cái pin tuy như thế này là chỉ có 90.000. Rồi anh em muốn biết giá cả thì cứ nhanh lên, một siêu pin này 35.000, cái mặt rẻ tiền gọi là mặt này nè gọi là 50.000, còn anh em muốn chơi xịn mặt này 150, rồi anh em cứ cộng vô hết từng món rồi cộng giúp cho Hiếu là 90.000 là được, đó là tiền công đó. Rồi video của Hiếu hôm nay xin kết thúc ở đây ha, xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo ha. Thank you.